Hello cả nhà, mình đang quay cho cả nhà xem cái sản phẩm gấu bông nhập khẩu nha. Đây là những cái sản phẩm nhập khẩu Quảng Châu rất là cao cấp và khá là đẹp. Giá thì rất là bình dân nha cả nhà, để mua số lượng nha, không có đắt nha. Đó, cái chất lượng của sợi bông và cũng như cái thớ vải ở bên trong họ làm rất là đẹp, chất lượng rất là cao. Sợi bông được bơm rất là dày và căng, thành thử là những cái thú bông như vậy thì khi mình kinh doanh á, mình mang lại cái cảm giác vui vẻ cho trẻ em cũng như là an tâm về cái chất lượng khi chúng ta quyết định đưa vào những cái khu vui chơi có trẻ em nhỏ nha. Đây là mình lấy một trong mấy số của gấu bông, trong mấy số này thôi. Mình đang quay thử một vài cái mẫu, mình đang coi sẵn là quay cho cả nhà coi. Nó rất là đẹp, lấp lánh kim tuyến là đẹp nha. Đây là hầu như là những cái sản phẩm mẫu mới, mẫu mới khá là đẹp. Mình bán số lượng, bán rất là nhiều, giá cũng hợp lý với cả nhà để mình kinh doanh. Sản phẩm bên mình phát hành đều có tem nhãn nha cả nhà, nên cả nhà có thể yên tâm về mình kinh doanh ở những khu vui chơi trẻ em nha. Đấy nè, đẹp. Cả nhà có nhu cầu quan tâm những cái gấu bông như vậy thì kết bạn Zalo với mình 0918 721 599 để mình tư vấn cho khách hàng xem những cái sản phẩm máy gấp thú bông để chúng ta quyết định đưa vào những cái chuỗi kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cà phê hoặc là BBQ hoặc là vui chơi trẻ em nha. Video ngắn tạm thời đến đây. Thường xin kết thúc và chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng cũng như là thành công hơn trong cuộc sống, kinh doanh gặp nhiều điều tốt lành và thu hút được nhiều ý tưởng mới lạ cũng như đưa vào vận hành khu vui chơi của mình một cách tràn đầy niềm vui trẻ thơ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào, bye bye.